lên. Mẹ mày luôn nhá. Anh bảo anh nói không mà. Mày đi đâu đây? Mày đi đâu? Mày bảo nó. Còn bây giờ có tiền 20 triệu ngay đâu, đưa đây. Xin lỗi anh. Thế tất cả mọi chuyện là xong hết rồi anh em nhá. Nó đã thú nhận rồi. Tư không phải buồn nữa đâu Tư ạ. Tư đang Covid các bạn ạ. Vẫn phải đi giải quyết khổ thân. Bây giờ về để xem nè. Đợi mẹ về rồi là bắt nó xin lỗi. Mẹ một câu, bắt nó xin lỗi vợ. Ở đây là nó chưa xin lỗi thành khẩn đâu. Nó xin lỗi vẫn kiểu bố láo lắm. Bố láo có tuyết ra thì nó là cho. Ô, anh ơi, hả? Em gì đây? Đi tìm đôi dép. Vừa đuổi cái con chó chết kia rơi dép đây này. Ok, cẩn thận, cẩn thận. Bắt được nó rồi. Mẹ giẫm mẹ rồi, mẹ ấp sao. Được rồi, để thôi lên đi. Vừa ấy đuổi được con chó chết kia rồi. Mau về nhà xích rồi, quên đôi dép phải giải ra lấy. Kéo đi được này. Đây anh em ạ. Ui, mẹ cứt. Đi con mẹ tí thơ tay cứt. Đi con mẹ. Tí vừa tay cứt đi tới đây này. Cái lồn mẹ. Đây. Đây là vậy này. Ghê. Chú. Chú. Tôi chưa bao giờ thấy không. Tôi đi rồi tôi xử lý vụ này nó khổ cái này anh em ạ. Ok ok. Tôi chưa bao giờ thấy vụ này. Giáp này. Nhìn này. Trông trông trông. Tại là vừa đấy là mình ấy với cả Thư là vừa bắt được nó rồi, nó chạy lên đồng này về nhốt nó ở trong bếp rồi, nhưng mà quên đôi dép nên là phải ra lấy anh em ạ. Khổ vãi à. Thế tất cả mọi chuyện là xong hết rồi anh em nhá. Nó đã thú nhận rồi. Thư không phải buồn nữa đâu Thư ạ. Thư đang Covid các bạn ạ. Vẫn phải đi giải quyết khổ thân. Bây giờ về để xem này. Đợi mẹ về rồi là bắt nó xin lỗi. Mẹ một câu, bắt nó xin lỗi vợ. Ở đây là nó chưa xin lỗi thành khẩn đâu. Nó xin lỗi vẫn kiểu bố láo lắm. Bố láo có tuyết ra thì nó là cho. Nó chết rồi, ở đây con chú có nước nhỉ. Kia rồi nào đấy. Đi anh rửa vã. Nó là về nước rửa vã, bẩn lắm, nó đi được xe tay. Nó bám vào vô lăng bẩn lắm. Đây, ủa, chú rồi, tờ xuống sâu rồi. Hả? Tờ xuống sâu, sang bên kia kìa. Chỗ nào? Sang bên sông kìa. Đây, chỗ này được rồi này. Này có chỗ nào thì những chỗ này người ta cũng hay rửa sao tôi cũng có biết. Ui cẩn thận đấy, này nó nhiều gai đấy. Ui ui mát vai. Sau bao nhiêu ngày tháng cuối cùng bắt được nó anh em ạ. Con này nó trốn còn hơn trốn cọp trốn anh em ạ. Tôi giúp sợ này, tôi giúp cái trên chùa bây giờ. Kiểu như là sợ chú chùa không ai lên tìm ấy. Tao biết là nó bị trên đấy nó bị lộ rồi. Cô anh lên đây tìm cùng mấy thằng lên tìm nó biết rồi. Rồi, chuyển chỗ khác luôn. Mẹ chắc là nhà hoang ấy. Bây giờ sẽ đéo làm 20 triệu đưa bố anh đưa cho nó mà nó tiêu hết rồi đấy. Bố đấy thì chưa nhanh lắm. Tao vừa bảo anh là tiêu hết rồi. Thế đéo nào. Bố đấy thì tiêu trong vòng một nước nhạc thôi. Hả? Bố đấy thì bố ta chỉ tiêu vòng một nước nhạc. Tiêu nhanh thật. Hôm này ăn chơi không biết ăn chơi cái gì không biết. Đàn đúng thôi đàn đúng hả, đi hát hòa. Đã có mỗi đôi dép anh em ạ, để tình trạng còn đi nghe gái mà toát cả mồm này. Đấy, vì chúng nó đấy. Khổ thân mình luôn. Bây giờ là mình nhốt nó xong mình ra mình phải tìm đôi dép đấy. Gai nước đâm, giá lẻ vào chân. Đau vãi. Này, chảy hết, đỏ chết chân. Còn có mưa chứ. Nắng thì không sao, mưa đẹp. Người đã ốm sẵn rồi, bây giờ ra đây ngâm thêm một tí nữa chắc rồi liệm tối luôn. Về liệm mất. Chán quá anh em ạ. Thôi nói chung là vừa vui vừa buồn anh em ạ. Buồn thì mất đôi dép. Vui mất thì mất được nó. Mất đi nhà gái. Mất hết rồi. Tiền thưởng mất đi nhà gái rồi. Mỗi đôi dép để đi tối đi cùng trà chanh. Thế mà hỏng rồi. Con đấy
nghe rất ngang bướng, lúc anh nói chuyện anh bảo là xin lỗi chị Thư vẫn còn cố cãi cãi bướng. Đạt từ mấy cái bắt đầu nó biết chửa, mới bắt đầu đi xin. Con đấy là phải cho ăn vả thì nó biết chửa. Cái chửa nó cứ đờ nó chửa mình nhiệt. Đói cơ chứ. Tay rồi này, thế này rồi. Tay cái này. Thế á? Bên kia. Thế á? Kinh thường bẩn lắm, về không tắm đâu, rửa sẽ sạch không về làm đi rừng nữa. Thôi về tắm làm gì nữa. Mấy khi về thay quần áo rồi anh em. Kinh thường không hề tắm rồi à. Trời tiết này không nên tắm anh em nhá, khuyến khích anh em không nên tắm. Anh em tắm thì tắm một tuần lần thôi. Đâu một tháng. Tắm nhiều rồi nó bị nhạt thịt anh em nhá. Tắm nhiều nó lại không tăng cân được. Không phải tắm nhiều là nhạt thịt, nó không mặn mà. Tắm nhiều là nó không tốt. Bực quá. Ôi trời ơi. Rái chân. Rái cái cả chân. Đẹp sao? Đẹp sao rồi mới tựa áo hơi bẩn. Bẩn à? Bẩn hết áo rồi. Là đổ hết chân rồi này. Rách hết cả mặt cô lương rồi. Đây cũng chúa. Ủa rách hết cả chân rồi chưa? Rách hết chân nào? Ừ. Giờ mình lúc mình được mình đuổi nó ấy. Các cái ốc nó đâm vào. Đi về đi về xong rồi bọn đau bụng không? Đang ốm lại. Lại bây chạy đi này, nhảy đi này, chắc là gái ra góp con đâm này. Chồng nhảy xuống đây trong biển gậy ấy. Ừ. Vượt hết rồi. Về xưa coi như là bắt được nó là mình đỡ tức phần rồi. Hết tức luôn ý. Bây giờ về nhốt nó vào trong nhà. Em cho bao giờ mình có tiền người ta mới thả. Hoặc xin lỗi, thành thật. Con nào không gì đâu. Đang tiếng á. Con đây. Chưa quá. Hello mọi người. Thì như mọi người cũng đã biết thì ngày xưa là Kiên khá là gầy đúng không? Và Kiên rất là trẻ con. Thì sau khi mà Kiên được một bà chị, bà ấy mách cho uống một cái sản phẩm, đó là sản phẩm vitamin tăng cân. Đây là sản phẩm mà Kiên đang uống rất là lâu rồi. Sản phẩm này thì là sản phẩm tăng cân Thái Lan. Một lọ của nó là 100 viên nha các bạn nhé. Thì cam kết với mọi người là uống một tuần là sẽ tăng cân. Và sau khi uống một lọ thì sẽ tăng từ 2 đến 8 cân nha mọi người. Thì sản phẩm này thì trẻ con trên 6 tuổi đã uống rồi, rất là dễ uống. Và bây giờ Kiên sẽ bóc hộp ra và Kiên sẽ uống cho mọi người xem nhá. Ok mọi người này. Một lọ của nó sẽ như này. Đó. Bây giờ Kiên sẽ khui hộp ra này. Các bạn uống thì một ngày 2 lần nhá. Mỗi lần thì 2 viên, một viên to, một viên nhỏ. Đó. Đó như này. Một viên bé này. Viên một viên đỏ. Kiên sẽ uống luôn cho mọi người xem này. Đó. Cái sản phẩm này thì dành cho những cái bạn nào mà ăn lâu năm mà ăn mãi mà không béo thì các bạn hãy dinh ngay một cái loại sản phẩm này về để uống nhá. Kiên cam kết là tăng cân luôn. Bạn nào mà muốn tăng cân ấy thì các bạn hãy nhắn tin trực tiếp vào Kiên. Đó. Nếu mà không tăng cân thì Kiên sẽ hoàn lại trả lại tiền luôn. Đó. Thì bạn nhắn tin trực tiếp vào số Zalo cho Kiên. Zalo thì Kiên đã để màn hình rồi. Và cho các bạn xem cái hình ảnh mà hồi trước là Kiên chưa uống này và sau khi uống nhá. Đây. Các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Đấy, sự gắt gọt không? Đấy, sau khi uống một cái này có da có thịt, cái này đẹp sai ngay anh em ạ. Đấy các bạn cứ yên tâm nhá. Nhắn tin Zalo cho Kiên. Ok, bye bye.